Những người lính Ukraine ở các chiến hào tiền tuyến đón năm mới với nỗi buồn và sự quyết tâm. Họ tưởng nhớ những người đã ngã xuống và thề sẽ chiến đấu cho đến khi giành được chiến thắng. Ông Ole Zarutsky, 49 tuổi, tình nguyện gia nhập lữ đoàn 68 của quân đội Ukraine ở vùng Donetsk sau khi con trai ông được huy động nhập ngũ. Cố nén nước mắt, ông Zarutsky nhắc đến việc con trai mình đang phải chiến đấu giành giật sự sống sau khi bị thương ở đầu. Bây giờ tình hình rất khó khăn. Con trai tôi bị chấn thương não, sưng và viêm não. Nó đang ở bệnh viện ở Dnipro. Các cuộc oanh tạc và không khích đánh dấu thời điểm bắt đầu năm mới khi Nga tiếp tục tấn công dữ dội vào Ukraine sau khi phóng nhiều tên lửa vào đêm giao thừa. Pavlo Przehodski, một nhạc sĩ, đã đánh dấu năm mới bằng màn trình diễn một bài hát do anh sáng tác và dành tặng cho 12 thành viên thuộc đơn vị của anh đã hy sinh chỉ trong một đêm. Trong khi đó, thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã rời thủ đô Ukraine trong một thời gian ngắn để đến thăm các binh sĩ tại thành phố Bakhmut của Donetsk, tâm điểm của các cuộc giao tranh ác liệt trong những tuần gần đây. Bất chấp giao tranh ác liệt xung quanh Bakhmut, thành phố vẫn nằm trong tay người Ukraine trong suốt cuộc chiến kéo dài 10 tháng, mặc dù phần lớn thành phố đã đổ nát. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.